Một nhân viên quét dọn khách sạn rất xinh đẹp nhặt được một ví tiền. Lúc cô mở ví tiền ra xem thì có một mảnh sắt rơi ra khỏi ví. Khi cô vô thức nhặt mảnh sắt đó lên, nam thì ngạc nhiên, nữ thì kỳ quái. Họ nhìn lên trần nhà vẫn như cũ không bị gì. Rất khó hiểu, cô gái này làm sao mà đi qua trần nhà rơi xuống đây được. Sau đó đội giám định đi đến y. Điều khiến họ không ngờ được là mảnh sắt luôn lơ lửng trong không trung. Đây hình như không phải đồ vật của trái đất. Sau khi phân tích phát hiện, đây là một loại khoa học tiến bộ hơn trái đất 30.000 năm. Vậy đồ vật của hành tinh khác sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng tiếp theo đây họ lại phát hiện ra điều càng kỳ quái hơn. Một người phụ nữ chết trôi nổi trên cánh đồng. Cô ấy dường như đã thừa hưởng sức mạnh bay của tấm sắt. Theo hướng gió mà phán đoán, thi thể này ngược gió mà bay đến. Thế là Eric lấy mảnh sắt của thi thể ra. Thi thể liền ngược gió mà bay đi. Mấy người liền đi theo thi thể đó. Khi họ đến một nông trường tiếp theo thì phát hiện ở đây còn có nhiều thi thể hơn. Cách thi thể bay thành vòng tròn. Khi họ đưa các thi thể về kiểm tra thì phát hiện thi thể không có mạch đập, không có nhịp tim, nhưng các tế bào và não bộ vẫn hoạt động. Vào lúc này đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên mở ra, xoay một vòng rồi lại nhắm lại. Những hiện tượng này thể hiện có sự liên quan đến mảnh sắt. Thế là họ bắt đầu tìm kiếm những mảnh sắt khác. Quả nhiên họ tìm thấy ở sâu trong rừng rất nhiều mảnh sắt. Khi FBI chuẩn bị di chuyển đống sắt đó thì trong rừng xuất hiện hai người đàn ông kỳ lạ. FBI lập tức rút súng ra cảnh cáo, không được động. Hai người đàn ông nhìn thấy liền đồng thời nuốt một mảnh sắt, sau đó liền biến mất trong nháy mắt. Họ dịch chuyển đến dưới gầm cầu, nhưng một người còn lại thì bị sai chỗ, dịch chuyển đến trong cây cầu. Nhìn thấy đồng bọn bị kẹt vào cây cầu, người đàn ông quyết đoán nổ súng giết chết anh ta. Khi FBI đuổi đến thì người kia đã đi mất. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo đây còn kỳ quái hơn. Một chiếc xe di chuyển trên không, sau đó đến xe hàng, các thùng xăng cũng bắt đầu di chuyển. Chỉ cần là đồ làm bằng sắt thì chúng đều bị một lực lượng bằng sắt vô hình hút lấy, sau đó tập hợp ở xung quanh thị trấn. Đồ bằng sắt càng đến càng nhiều, thị trấn bị vây lại. Eric và Laura đến thị trấn điều tra, phát hiện một người đang đập cửa xe tên John. Hai người đi lên ngăn cản John, anh đang làm gì đó, nhưng John đang rất kích động nói linh tinh. Cuối cùng nhân lúc hai người bị phân tán sự chú ý liền chạy đi. Hai người chia nhau ra đuổi theo. Laura đuổi theo đến một nhà kho, ở đó cô bắt được John. Lúc Laura thông báo cho Eric là bắt được John rồi thì ở bên Eric cũng thế, anh cũng bắt được John. Họ chỉ có thể đưa hai John về để thẩm vấn. Thế nhưng hai John này lại đều không nhớ gì hết. Sự việc càng ngày càng khó hiểu. Thế là Eric và Laura đến nhà John để điều tra tình hình. Khi họ vào trong phòng, quả nhiên phát hiện được miếng sắt. Nhưng khi vào căn phòng khác thì lại phát hiện một người giống y hệt mình. Lúc này hai người đang giơ súng vào nhau. Khi người nhân kia đang nói linh tinh, Eric liền nổ súng chế phục được người nhân bản. Lúc này họ mới hiểu, mảnh sắt này có thể nhân bản người, mà hai tên John đó đều do mảnh sắt nhân bản ra. Vậy John thật sự bây giờ đang ở đâu? Lúc này Laura phát hiện vết máu trong phòng. Thế là họ đi theo vết máu đến bên ngoài vòng vây bằng sắt, trong đống sắt như núi. Họ nhìn thấy xe của John. Eric trèo lên, quả nhiên tìm thấy John thật sự ở trong xe. Tuy đã thành công cứu được John, nhưng chuyện kỳ quái phát sinh trong thị trấn vẫn tiếp tục xảy ra. Một công nhân bảo trì đường dây đang kiểm tra dây chuyền, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một rào chắn. Cô cẩn thận đi về phía trước, nhặt một hòn đá lên ném về phía rào chắn. Nhưng viên đá vào bay qua bức màn chắn. Lúc cô đang tò mò nhìn bức màn chắn đó, thì bên trong đó đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khi Eric và Laura đến thì bức màn đó đã biến mất. Họ chỉ có thể chờ bức màn đó lần nữa xuất hiện. Tối đến bức màn đó quả nhiên lại xuất hiện. Eric đi qua bức màn đó để xem xét. Thế nhưng bức màn giống như chỉ là một màn hình trong suốt. Sau đó Laura thử liên lạc với người bên trong đó. Người bên trong nói với Laura tên của mình và địa chỉ. Sau đó màn chắn lại biến mất. Sau khi điều tra, họ có được thông tin của cô gái. Nhưng thông tin thể hiện cô gái đã mất tích năm 2019. Ngày hôm sau họ tìm đến bố cô gái, nhưng ông ấy lại không tin là con mình vẫn còn sống. Eric bảo ông tiến lên nhìn thử xem y. Khi ông ấy từ từ đi lên trước, bức màn quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Người bố hỏi con gái bây giờ đang ở đâu. Cô gái nói mình cũng không biết, chỉ biết mình vừa ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy bên cạnh không có một ai. Ở bên trong đi mất mấy tiếng thì nhìn thấy bức màn này. Rất kỳ quái, cô tưởng mình chỉ mới mất tích có mấy tiếng, chứ không biết là mình đã mất tích 2 năm. Lúc này bức màn lại lần nữa biến mất. Họ quyết định tìm cách cứu cô gái này. Thế là họ thông qua thí nghiệm, dùng mảnh sắt có thể khiến chiếc ghế di chuyển đến chỗ khác. Thế thì họ có thể dùng mảnh sắt đó giúp cô gái ra khỏi bức màn đó. Thế là họ lấy một miếng sắt lớn đến. Lúc này màn chắn chủ động xuất hiện, mà người bên trong lúc này cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Nhưng khi cô gái dùng tay động vào màn chắn
thì vẫn không ra được. Thế là họ lấy một mảnh sắt khác để vào trong màn chắn. Lúc này Laura bắt lấy tay cô gái, sau đó nhìn sau lưng cô gái. Còn 7 người nữa cũng đi ra từ màn chắn. Đây là bộ phim Mỹ tên Đống Đổ Nát. Trước mắt mới ra 3 tập, mà 3 tập trước cũng có rất nhiều tình tiết hấp dẫn chưa được giải đáp. Đợi bộ phim này ra hết, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người. Mọi người nhớ theo dõi để biết đáp án nhé.